Đỗ xin chào khán giả của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Bắt được nghi can bắn chết cha mẹ ở tại Đại học Central Michigan University. Trong vụ thảm sát Las Vegas, gia đình mỗi nạn nhân sẽ được 275.000 đô la. Và một cảnh sát viên ở Pasadena, miền Nam California bị tố cáo bán lậu hơn 100 khẩu súng. Thưa quý vị, sáng sớm ngày hôm thứ Bảy, một thanh niên 19 tuổi tên là James David Jr bị tình nghi bắn chết cha mẹ mình ở trong cái khu ở của sinh viên ở đại học Central Michigan University hôm thứ sáu và người thanh niên này bị bắt khi đang à, đi lang thang trên cái đường rầy xe lửa ở, ở bên Michigan cảnh sát cho biết là vụ bắn này xảy ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ sáu và hai người bị chết được xác định là cha mẹ của nghi can đó là ông Davis và bà Diva Davis à, là coi như Ông Davis uh, Senior là cảnh sát viên uh, làm việc bán thời gian cho thành phố Belgood ở ngoại ô trong 20 năm qua. Và cái trường đại học Central Michigan University thì nằm ở thành phố Belmont, Mau um, Benjamin, ở cách uh, Lansing độ khoảng chừng 70 dặm về phía bắc. Cảnh sát cũng cho biết là khẩu súng mà để lại trong phòng mà do nghi can bắn cha mẹ mình là của ông bố mình, tức là ông David uh, uh, James Davis uh, Senior. Đã. Người ta không biết tại sao mà cái chuyện này lại xảy ra, nhưng mà chuyện này xảy ra vào cái lúc mà có rất nhiều uh, phụ huynh đến trường đại học Central Michigan State University hôm thứ sáu để đón con mình về nghỉ Spring Break. Chúng ta cũng biết là bắt đầu là bắt đầu tháng 3 là Spring Break ở một số trường và khi mà sự việc xảy ra, cả hàng trăm cảnh sát viên phải bao vây cái trường đại học và đóng toàn bộ và di tản trên các khu vực đó để đi truy tìm xem có người khác hay không thì cuối cùng là qua ngày hôm sau thì họ mới cho mở lại các trường học những trường học bị đóng gần một ngày trời và bây giờ họ mới bắt được nghi can này và nghi can này khi bị bắt thì có dấu hiệu là sử dụng thuốc sử dụng ma túy vân vân mà nghĩa là không được bình thường đó là cảnh sát cho biết như vậy và vì sao mà nghi can này bắn cha mẹ mình thì chúng ta còn phải chờ xem cảnh sát điều tra sao và cảnh sát cho biết đây chỉ là cái chuyện gọi là nội bộ gia đình chứ không phải là khủng bố và đây là vụ bắn súng trong trường học thứ 12 trong năm nay đặc biệt sau khi xảy ra cái vụ bắn ở tại trường uh, trung học ở bên Parkland ở tại Florida hôm ngày Valentine 14 tháng 2 làm 17 người thiệt mạng. Cũng liên quan đến vụ súng tôi chắc quý còn nhớ năm ngoái vào ngày 1 tháng 10 năm 2017 có một vụ thảm sát ở tại Las Vegas, một nghi ca ở trong phòng khách sạn bắn ra làm 58 người đi xem ca nhạc bị chết và hàng trăm người khác bị thương. Thì sau đó có một cái tổ chức gọi là The Las Vegas Victim Fund Họ mở một cái trang web ở trên GoFundMe để cho người ta ủng hộ tiền Và họ thu được cho đến nay là 31 triệu rưỡi ở Trong 31 triệu rưỡi này thì bây giờ cái quỹ này cho biết bắt đầu thứ hai Họ sẽ chuyển cho gia đình các nạn nhân Đặc biệt những gia đình nào mà có người chết sẽ được 275 ngàn đô la Ngoài ra cũng có 10 người bị liệt hoàn toàn hoặc bị chấn thương sọ não vĩnh viễn Cũng được cái số tiền 275 ngàn đô la này và tổ chức bất vụ lợi này cho biết là có tổng cộng, họ sẽ chia cho tổng cộng là 532 người uh, Coi như bị thương, bị chết thì trong cái vụ này Thì trong đó gồm có 10 triệu chia cho 147 người bị đưa vào bệnh viện đó. Và Trong tổng số 31 triệu rưỡi này họ thu được đó Thì họ nói rằng là uh, Có 60% Của số tiền này do hơn 900.000 người đóng góp 40% còn lại là do các sòng bài ở miền Bắc Nevada các công ty du lịch và các công ty giải trí đóng góp Đó. trong cái số tiền này thì có một trường trung học ở tại ngoại ô thành phố Henderson bán áo thun gây quỹ được hơn 66.000 đô la và một buổi hòa nhạc ở Las Vegas tên là Vegas Strong cũng thu được gần 700.000 đô la Cảnh sát nói có tất cả là 851 người bị thương vì súng bắn hoặc bị chạy trong lúc mà di tản, vân vân. Thì tất nhiên có một số người bị thương nhẹ thì họ không kể trong này. Thì trong số cái người mà bị thương nhiều nặng đó mà được đền tiền thì nó có khoảng hơn 500 người. Cũng liên quan đến súng, một cảnh sát viên cao cấp từng là cao cấp ở tại Sở cảnh sát Pasadena ở miền Nam California. Tôi quý vị đã coi Rose Parade hàng năm vào ngày 1 tháng 12 quý vị biết và được tổ chức tại phố Pasadena. Thì ông này là trung úy Gudiken ngày hôm qua đã tự nộp mình cho giới chức à, chính quyền liên bang bởi vì ông bị tố cáo bán hơn 100 khẩu súng bất hợp pháp. Ông này trước đây là phát ngôn viên của sở cảnh sát Barcelona và cũng là phụ tá cảnh sát trưởng à, Philip à, à, Sanchez. Quý vị biết người phát ngôn viên trong một cơ quan là thường thường người cao cấp, hả? Họ phải cao cấp họ mới được làm phát ngôn viên, tức là họ là phụ tá và họ cũng là thường thường có khi là phó cảnh sát trưởng bởi vì họ nắm hết mọi vấn đề, nó cao cấp lắm, là được tin tưởng ghê lắm. Thì ông này đã vì ông là cảnh sát Cho nên theo luật California Ông được mua một số súng à, Mà nằm không nằm trong danh sách Bán cho công chúng Họ đăng trên những thứ người ta mua súng Nó có cái catalog có bán Đăng lên bán khẩu nào khẩu nào Thì ông này nó có cái cái, cái, cái loại súng mà không nằm trong danh sách Bán cho công chúng thì cảnh sát được mua Thì ông này ông mua như thế à. Rồi ngoài ra ông vì ông là cảnh sát Cho nên ông không phải đợi 10 ngày điều tra lý lịch à, Hình thử đã mua được rất nhiều rồi sau khi ông mua ông lại bán người khác ông bán trên online ông quảng cáo à, tôi có nhiều loại súng lắm bán mua bán trên online thì bây giờ ta phát hiện ra là ông bán hơn trăm khẩu và cảnh sát liên bang cơ quan cảnh sát liên bang cái coi là atf là kiểm soát vũ khí đó từng đến nhà của ông và có một lần họ vào họ khám họ đột nhập vào cái nhà ở san gabriel thấy 62 vũ khí họ dùng cái từ vũ khí không từ gì là súng mà nói 62 cái vũ khí này đó phải hai xe truck mới chở đi được đó thì ngày hôm qua ông đã ông bị đại hội bồi thẩm đoàn kết tội nhưng mà luật sư đại diện của ông là Mark Gregos bảo là thân chủ của tôi là một người có sự nghiệp sáng ngời và đặc biệt trong vai trò cảnh sát viên và sẽ chống lại cái tố cáo này họ bảo là, đây là cái chuyện mà chính phủ lạm dụng quyền lực để mà bắt ông này thì chưa biết như nào có thể nó có những cái 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 cái, cái hở đó trong luật ông để được quyền cái là mua súng và được quyền bán súng chắc nhưng mà nếu bán như vậy thì anh phải có license như thế nào đó thì để coi cái vụ xử này như thế nào và hiện nay hôm trước thì ông bị cái vụ đó vụ này thì ông phải nghỉ uh, nhưng mà có lương nhưng mà sau khi đại bồi thẩm đoàn kết tội thì coi như thành phố Barcelona bảo ông vẫn được nghỉ ông chưa mất cái quyền làm cảnh sát để trong lúc đang điều tra và đang xử nhưng ông không được hưởng lương nữa thì đó là những cái tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi sẽ quay quý vị ở chương trình kỳ tới